Sau đây mình sẽ nói về cái van là van một chiều, review down nên được gần van. Nhưng mà cái loại này là loại phân góc. Mình thấy là dòng chảy nó được bẻ 90 độ đi, đưa lên rồi bẻ ngang qua. Cái van này màu đỏ nè, rồi nó có cái dấu chữ thập. Nó có dấu thập không? Đó. Đặc điểm nhận dạng của nó là đỡ biết nó qua một chiều ấy. Cái đĩa của nó nè, khi anh mở thì quanh đây rồi á, cái đĩa này có thể tự chạy được. Bạn nghe tiếng nó kêu không? Cái đĩa nó chạy nè. Đó. Đó.